với sự hội nhập văn hóa toàn cầu mạnh mẽ, giờ đây ngay tại những thành phố không thuộc trung tâm của Việt Nam, du khách cũng có thể tìm được một địa chỉ ẩm thực mang phong cách phương Tây như Annie Coffee ở Cà Mau. Điều làm cho nhiều người bất ngờ khi đến đây là mặt bằng giá cả rất phải chăng so với sự hài lòng khi được hưởng thụ những tiện ích của dịch vụ. Trong cái thức uống của mình có nhiều sáng tạo, và đặc biệt điểm mạnh nhất của mình là cà phê sạch, một cái dòng cà phê được đạt chuẩn xuất khẩu. Nếu chỉ dựa vào ấn tượng về không gian như khu vực máy lạnh, sân vườn, trong nhà, cách bố trí các mảng xanh, phong cách nội thất, màu sắc chủ đạo, kể cả tác phong phục vụ, chắc hẳn nhiều thực khách sẽ nhầm tưởng đây là một địa điểm thư giãn ở các đô thị lớn. Đại diện đơn vị cũng cho biết, an toàn vệ sinh và sự sáng tạo để giới thiệu thêm nhiều hương vị thơm ngon là cách giữ chân thực khách thân quen và cuốn hút khách hàng mới. Sự trau chuốt thể hiện ngay cả trong cách trang trí để thỏa mãn thị giác. Với những viên cà phê, viên sữa trang trí cho các món ăn thức uống hay các loại trà có thạch trái cây tươi, Coffee Cookie Vanilla có lẽ là thức uống được đánh giá cao nhất và nhận được nhiều sự yêu thích tại đây. Trong năm 2020 thì Annie Coffee chuẩn bị sẽ có một cái quán thứ hai. Đối tượng khách hàng dành cho học sinh, sinh viên, cho nên về thiết kế quán hay là những món nước nó sẽ thiên về cho nhóm gia đình nhiều hơn. Và đặc biệt thì mình sẽ có một cái cửa hàng xanh, thực phẩm, thức uống cũng là sạch và bổ sung dinh dưỡng cho khách hàng cũng như du khách phương xa mà có thể ghé thăm Cà Mau.